chiều rơi, nghe hơi gió len vào hồn người chiều xuân. Giặt như tiếng thơ xuân đi trong mắt biếc, lòng dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa, rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa lâng lâng trong sương khói, rồi bàng hoàng theo khói sương lạc dần vào quên lãng, rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Mang về một cành hoa cho tôi bớt mơ mộng, chiều chiều nhìn mây trôi xa xa, người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức một tiết mục múa Ai lên xứ hoa đào của vũ đoàn Mimosa. Và bây giờ thì Ngân Hà thân mời quý vị và các bạn hãy cùng với Ngân Hà trò chuyện với nhóm trưởng của vũ đoàn này, đó là bạn Đào Lê Minh Tuấn, để cùng tìm hiểu về nhóm múa này quý vị nhé. Xin chào Tuấn. Tuấn có thể cho các khán giả của Bình Minh Cao Nguyên biết là cái nhóm múa, cái vũ đoàn Mimosa của mình được thành lập từ khi nào, và với thời gian thành lập từ đó đến nay thì mình đã tham gia biểu diễn vào những cái sự kiện nào của Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung Tuấn ha? Dạ. Dạ, vũ đoàn Mimosa được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 2012. Hiện giờ đã đang hoạt động được khoảng 3 năm, và tất cả các thời gian hoạt động của tập luyện của vũ đoàn thì vào tầm 5 giờ chiều cho đến 7 giờ rưỡi tối. Hầu như các diễn viên múa của vũ đoàn là đều là các sinh viên, học sinh hoặc là những bạn đã tốt nghiệp, và vì những cái đam mê của mình nên đã cộng tác với bên chúng em để thành lập nên một cái vũ đoàn. Bình thường thì tụi em thường tham gia vào các hội nghị hoặc là các event, các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới để phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người. Và cũng vì như vậy nên vũ đoàn của chúng em cũng muốn là được góp một phần công sức của mình để phát triển hơn cho nền văn hóa của tỉnh cũng như là của đất nước của mình. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.